đầu đuôi tại con mèo, nhưng cũng tại trời bức nữa. Bức không chịu được, chị cu vừa ở khung cười xuống, anh cu vừa ở ruộng về. Hai người cùng mỏi mệt, hai người cùng bứt rứt, một người ngồi quạt phành phạch, một người ngồi gãi cái đầu tổ quả đến mấy tháng nay chưa gội. Chẳng ai buồn ăn cơm, nhưng cái viền thì lại muốn chóng xong việc để còn đi tắm. Nó lừa thằng cu ngủ, nó bưng mâm cơm ra hè, đặt đấy, rồi nó chạy vào mắt, rút một cái quần một cái yếm vắt lên vai, mải mốt đi ra ngoài cầu ao. Nóng nực thế này thì ăn không bằng tắm, cứ để cho vợ chồng người ta ăn trước, tí nữa về, có còn thì nó ăn, hết thì thôi. Cái bữa tối họa hoàn mới có, ấy là khi nào cơm chưa ăn hết, còn thừa lại. Đủ chia, thì mỗi người làm một vực, chẳng đủ chia thì nhịn. Cũng chẳng chết gì, lúc ấy chú mèo mới ở đâu lò dò đến, chú lại gần mâm, chú kêu meo meo chú lượn vòng quanh mâm một lát, rồi chú trèo lên mâm. Anh cu trông thấy, quát, mèo, đuổi nó đi, con mèo, anh vừa quát vừa vỗ tay xuống hè bèn bẹt. Thằng cu giật mình, thét lên, chị cu bực mình quá, quay ra chị chồng, gớm mồm với chả miệng gì mà toang toang như ngỗng đực. Làm thằng bé dậy, không thế để nó ăn hết, hả, có mốc gì mà nó ăn, không trách được, chị chạy vào, rước thằng cu dậy, trong nhà nực quá chị ấm nó ra ngoài hè, nó chúi đầu vào ngực chị, mấp lấy đầu vú, dây. Dây mãi, trời này mà cứ phải ngồi ôm lấy nó thì có bực mình không chứ? Chị thấy ngứa lung tung, khắp người, chị lẩm bẩm trách chồng, cái giống người gì hơi một tí là oang oang như mõ ấy. Thằng bé đang ngủ mệt mà cũng làm nó dậy, chỉ chết người ta thôi, anh tức lắm, chỉ có thế mà chị lìa rìa đây nhín anh được mãi. Có thứ người gì lại lắm điều đến thế? cái đầu anh càng ngứa giữ, anh dứt từng mảng tóc đi, giữa lúc ấy thì chú mèo thấy tình hình đã yên ổn lại, lại lò dò đến, trèo lên mâm. Anh cu cười đắc chí, anh bảo vợ, kia kia, nó lại trèo lên, đầu lâu, kia kia, không muốn đuổi nó đi thì cứ để nó ăn cả đầu lâu, hoa cái nhà mày đi. Chị cu to tiếng, ăn nói như cái đồ lục xúc. Được rồi, không khiến đuổi, để xem nó ăn gì nào, thì để đấy, anh nhìn con mèo. Nhưng cáo thật, con mèo không ăn gì thật, thì có gì mà nó ăn. Cả mâm có một bát muối vừng, nó ngửi một chút rồi vội lảng. Mèo không ưa muối vừng, anh thầm mong cho nó đốt đầu vào niêu cơm nguội. Nhưng niêu cơm nguội còn đậy vung, mèo thất vọng, meo meo một lúc, rồi buồn rầu lảng đi. Anh bẽ lắm, anh nhìn trộm vợ, chị không thèm nói nữa, nhưng vác cái mặt lên, khinh bỉ chồng. Chồng đã ghét, anh muốn tát vào cái mặt cong cớn của vợ anh vài cái nhưng lấy cớ gì mà tát nó nó đã câm họng rồi anh quả quyết lại mâm cơm anh hất con mèo một cái nảy ra tận đằng xa giỏi anh xúc cơm rắc muối vừng ăn anh cúi đầu ăn mặt hầm hầm bởi vì anh còn tức lắm nhưng càng tức càng ăn khỏe tính anh thế không ăn lấy sức đâu mà tức được đã tức thì phải ăn anh ăn ngoàm ngoàm trông thô bỉ quá rõ thật cái vẻ của một người cục xúc chị cu làm như không buồn nhìn đến, nhưng trông thấy cả. Chị lộn máu lên, chị giận chồng chị quá, cái anh chồng động cãi nhau là lại ăn thật khỏe, làm như cãi nhau được thì lòng hả hê. Đích là nó cố ý trêu tức chị, chị uất người, cổ chị có cái gì lấp hẳn, thật ra thì nó chẳng động chạm gì đến chị, nó đi ăn cơm kia mà, chị chút giận vào đàn muỗi chị vừa ngửi vừa phát vào bắp chân đen đét, chị chút giận vào thằng cu thằng cu lại ngủ rồi. Chị đem nó lừa vào võng, cái viền cũng tắm xong rồi. Nó đang phơi quần, anh cu thì quẳng cây bát, đôi đũa xuống mâm từ lúc nãy kia rồi. Bây giờ anh đang ngồi bắt chéo kheo, hất hàm lên, nghênh trời. Chị cu lại lên mâm, chị nhắc cây niêu nhẹ nhõm, chị nghiêng nó ra ánh trăng, nhìn, còn ba hột cơm danh, ăn chẳng bỏ dính răng, chị nguây nguẩy đứng lên, bảo viền, viền, mày vết nốt mà ăn đi viền tưởng chị nhường cho nó, nó là con ở nhưng cũng ra phết lắm, không lẹp nhẹp, nhất là cái miếng ăn, miếng uống dù trong bụng đói đến chết, ngoài mặt nó cũng làm ra không cần. nó bảo chị ăn đi, tôi không đói, mày ăn đi, tôi không ăn à, không ăn thì đem chút xuống ao cho cá. anh cu biết ngay là vợ dỗi, anh cười gằn, hỏi, nào, con đứa nào ăn không nào? chị cu không thèm đáp, cái viền đoán là chủ giận. Vội lại vét cái nồi cơm ra bát. Mời chị lại sơi nốt. Chị gắt, đổ té nói. Tao đã bảo, thì, choang, một cái. Anh cu đã hất cái mâm ra ngoài dựa sân. Chị cu gào thật to, trời ơi là trời. Mày phá tao thế à? Từ sáng đến giờ, tao ngồi chầy chầy trên khung cười. Mới được chừng một đồng hào, mà mày phá tao một lúc một cái nghiêu, bốn năm cái bát. Thằng cu trong nhà lại thét lên, viền chạy vào, giấc, nó chị cu thì vừa nhảy loi choi, vừa cỗ tay đen đét, xỉa sói vào mặt chồng mà kể lể. Nhưng chị bỗng nhiên ngừng bặt, có tiếng đấm đá nhau huỳnh huỵch, rồi tiếng người đàn bà, gào to hơn, mày cứ đánh chết bà đi. Mày đánh chết bà xem nào, mày không đánh chết bà được thì, anh cu đuổi, chị vừa chạy quanh vườn, vừa kêu, anh không đuổi nữa, chị cứ đứng ngoài vườn lải nhải mà nhiếc mãi, đến lúc mỏi miệng, không buồn nói nữa, chị về sân thì chồng chị đã lăn ra hè, ngủ như chết từ bao giờ rồi. Viển và thằng cu cũng ngủ, chị đi vào giường, đêm hôm ấy, trời nổi gió, rồi trời mưa, mãi đến lúc thấy nước hắt vào người, anh cu mới thức giấc. Anh vội vàng nhổm dậy, anh dụi mắt, anh nhìn trời, sấm sét ỉ ầm, chớp ngoang ngoáng, anh vào nhà, một cái chớp lòe lên, anh thoáng thấy cái viển ôm con anh ngủ trên cây võng. Anh đưa võng cho con một cái. Viển ngủ mệt, không biết gì. Anh đứng tần ngần một lúc, rồi anh gión rén đi lại giường. Sáng hôm sau, tiếng người láo quá bên hàng xóm, làm chị cu giật mình, mở mắt ra. Chị hơi sừng sốt, trong nhà đã sáng, chị ngóc đầu nhìn lại võng. Viển ôm con chị, mồm hãy còn há hốc. Xem chừng ngủ mệt, chị lay đầu chồng, khẽ gọi, phải gió. Dậy đi, sáng rồi, anh cu mở mắt ra. Chị dục kìa, dậy đi, tạnh mưa rồi à tạnh rồi, dậy đi, yên đã hào, dậy đi, ra chóng kia mà nằm. Anh mỉm cười, chị hơi bẽn lẽn mà phát khẽ vào lưng anh, vừa bảo, nỡm lắm. Có ra chóng mà nằm không? Cái viền nó lại cười cho là trò trẻ, mới giận nhau chập tối, nửa đêm đã lành. Anh vẫn nằm, không nhúc nhích, chị đành bước qua anh, ra chóng. Chị vừa vấn khăn vừa gọi, viền ơi, viền, không dậy à, con gái gì mà ngủ trương lên đến tận nửa buổi chưa chán mắt. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.